Hello xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Gấu Miền Tây. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm món gỏi gà bắp cải. Đây là một món ăn rất ngon và dễ làm. Qua nguyên liệu thì chúng ta cần có thịt gà, bắp cải, cà rốt, rau găm, tỏi ớt, chanh tắc, củ hành và gia vị đi kèm. Về thịt gà này thì mình đã luộc sẵn lúc nãy rồi cho nó nhanh đó mọi người. Hành thì mọi người có thể dùng hành tím hoặc là hành tây. Bình thường món gỏi gà thì mình sẽ dùng giấm, nhưng mà hôm nay mình không có giấm nên là mình dùng chanh tắc để mình thay thế nha mọi người. Nếu như mọi người nhà có giấm thì mọi người nên làm giấm cho nó ngon nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sơ chế rau củ trước. Thì mình sẽ sắc bắp cải trước để mình ngâm nước muối cho nó sạch chất thuốc này kia mọi người. Thì mọi người chỉ cần sắc bắp cải sao cho nó mịn là được. Có thể dùng cây bào để bào hoặc là xé ra từng bắp như mình rồi sắc mịn. Sau đó thì mình đem đi ngâm nước muối khoảng 10 phút. Tiếp đến thì mình sẽ bào nhỏ cà rốt. Thì cho cà rốt vào món gỏi, nó sẽ tăng thêm màu sắc của món ăn, nhìn cho nó hấp dẫn hơn. Sau đó thì mình sẽ sắc nhỏ luôn củ hành, rau găm và ớt. Gà thì mình đã luộc lúc nãy rồi, thì bây giờ mình sẽ xé nhỏ nó ra. Mình thì mình dùng ức gà và cánh gà. Do hôm nay mình chỉ ăn có 2 người nên là nguyên liệu của mình sẽ rất là ít. Nếu như mọi người ăn gia đình thì mọi người có thể luộc cả con, xong rồi mọi người lấy cái nước luộc gà mọi người nấu cháo. Ban trời lạnh trời mưa thì mình ăn được món cháo gỏi gà bắp cải thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không mọi người? Bây giờ thì nguyên liệu mình đã sơ chế cơ bản là xong hết rồi. Tiếp đến thì mình sẽ làm nước sốt trộn gỏi. Nước sốt này cũng tùy thuộc vào cái số lượng nguyên liệu cũng như người ăn của mọi người ấy. Thì mình làm nguyên liệu cho 2 người nên chỉ có khoảng một dĩa nhỏ thôi, nên mình dùng nửa trái chanh. Sau đó thì mọi người cho thêm một ít muối và đường trộn đều lên. Tỷ lệ đường thì sẽ nhiều hơn nha. Muối thì mọi người cho một tí thôi để cho nó cân bằng cái vị chua ấy. Còn đường thì mọi người cho khoảng một muỗng hơn cho nó có ngọt ngọt. Sau đó thì mọi người cho thêm nước lọc vào để mà nó lãng ra có một cái vị thanh đấy mọi người, chua thanh thôi nha. Mình xem trên YouTube thì mình thấy có nhiều anh chị làm cái nước sốt trộn gỏi là bằng nước mắm chua ngọt. Sau đó thì mọi người sẽ chia làm hai, một phần sẽ trộn vào gỏi gà, một phần thì dùng để chấm ăn sau ấy. Thì mình thấy thì mọi người có thể làm theo cách đó cũng được. Tuy nhiên thì mình từ bé đến giờ thì mình chỉ ăn mỗi cái cách này thôi, mình thấy nó cũng rất là ngon. Nó sẽ làm thanh cái món ăn của mình ấy. Nước trộn gỏi thì mình đừng cho gia vị quá nhiều, mình chỉ cần cho có vị chua chua là được. Tại vì mình có nước chấm riêng mà đúng không? Còn nếu như mà mọi người cho cả nước sốt, tỏi ớt vào gỏi, xong rồi mọi người chấm gỏi một lần nữa thì nó sẽ không có ngon, nó bị nhiều vị quá đúng không? Bình thường thì nhà mình sẽ dùng giấm nuôi ấy, trộn với muối đường. Hôm nay mình không có giấm, nhưng mình dùng nước chanh trộn muối đường. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn gỏi nha. Cái bắp cải hồi nãy mình ngâm muối mình đã để ráo xong rồi nè, mình sẽ cho nó vào thao. Tiếp đến thì mình lần lượt cho các nguyên liệu như cà rốt, rau găm và củ hành vào trộn đều. Tiếp đến thì mình sẽ cho gà vào trộn đều lên luôn. Để phần nước sốt thì mọi người đổ từ từ vào nha. Đổ hai lần đi. Mọi người đổ một lần thứ nhất, xong rồi mọi người trộn đều, xong rồi mọi người đổ thêm một lần nữa, mọi người đánh đều như vậy thì nó sẽ thấm cái gia vị hơn ý. Mọi người có thể cho ra đĩa ăn liền luôn, hoặc là đợi khoảng 5 phút để cho nó ngấm gia vị. Còn hoặc thích hơn thì mọi người có thể để lạnh cũng được, tùy theo cái sở thích của mọi người. Và món gỏi gà này tất nhiên là phải ăn kèm với nước chấm chua ngọt. Mình thì làm nước cốt chanh để mình trộn gỏi, nhưng mà nước mắm chua ngọt thì mình vẫn thích ăn nước mắm làm từ quả tắc á. Tùy theo cái sở thích của mọi người ấy, mình thấy thì nước mắm chua ngọt làm từ quả tắc thì nó sẽ thơm hơn là quả chanh ấy. Mọi người xem món ăn của mình hôm nay có hấp dẫn không?
Mình làm vừa đủ một dĩa nhỏ luôn, hên thiệt. Và lúc nãy khi luộc gà thì mình cũng đã nấu một ít cháo rồi. Đây là tô cháo của mình. Mọi người thấy món ăn của mình hôm nay như thế nào? Nếu mọi người thích video này, hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của Góc Miền Tây để ủng hộ mình và mẹ. Và mọi người muốn mình và mẹ làm những video về những món ăn nào thì mọi người cứ comment bên dưới, mình và mẹ sẽ cùng nhau làm nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nha. Tạm biệt.